Xin kính chào mọi người. Mấy ngày phân vân lắm, không biết là có nên mua cái thằng Apple AirPods không. Bữa nay rảnh rỗi xin nông nổi, bữa nay chạy đi mua thử, xài thử coi nó sao. Cái Apple AirPods mình nghe nói cũng lâu rồi, nghe nói xài rất là hay. Thì Apple AirPods, AirPods đó là tức là cái Bluetooth á. Thì nhìn thì nó đơn giản lắm, nhưng mà cái chức năng nó rất là hay. Hôm rồi mình thấy một người đã dùng cho nên mình hỏi thăm thử, thì thấy nó rất là hay, cho nên hôm nay muốn mua thử và khui hộp thử để coi nó như thế nào. Ở Mỹ sướng cái là gì? Sướng cái là thích là ra chơi, thích là ra quất thôi. Thì mua về thử rồi sao cái đã, nếu mà không thích thì đem trả bình thường. Ở Mỹ này mình mua hàng thì không sợ gì hết á. Mua xong các bạn thích bạn có thể dùng, mà các bạn không thích thì trong vòng 14 ngày mình có thể đem đi trả. Không, nó không bắt buộc nhất thiết là mình phải dùng luôn khi mà sau khi đã mua. Không phải như Việt Nam mình mà mua xong mua rồi là rồi đó, không có trả, ok. Trả đi cho chúng nó chửi mình. Bạn mà mua ở Việt Nam mà chúng ta mua đồ bước ra khỏi cửa thì khỏi, không có vụ mà trả lại đâu nha. Bên Mỹ này thì yên tâm, các bạn mua bất cứ những cái gì, đồ ăn, nước uống, đồ chơi, đồ dùng, điện thoại, tất cả những cái đồ mà các bạn mua, miễn sao các bạn còn receipt tức là còn hóa đơn á, miễn sao các bạn còn hóa đơn thôi, ok, đem lên. Bây giờ tôi còn hóa đơn, tôi muốn trả món hàng này không thích xài nữa, hoặc là tôi dùng thử rồi không thích nữa, họ không có cần biết lý do gì hết á, các bạn cứ đem ra các bạn trả thôi. Thì hôm nay mình đi mấy chỗ rồi mà kiếm mua cái thằng AirPod không có, vất vả thiệt á. Chỗ nào cũng ao á, chỗ nào cũng show ao á, chỗ nào cũng bán hết á đó. Bây giờ có một chỗ này mình mới gọi thì họ có, nó là AT&T. Thì bây giờ mình đang đi ra cái store của AT&T, cái Apple AirPod của nó bán là $159 rồi, chưa có thuế. Bên đây các bạn nhớ mua đồ tất cả những cái gì cũng phải cộng thuế nha. Cho nên nếu mà cầm $159 trong túi thì đừng mua, tại vì $159 nó còn cộng thuế nữa, cho nên phải chuẩn bị tiền thuế trước. Ok, thì bây giờ mình vô Apple, vô thằng AT&T Store cái. Đây, mình vừa mới lấy xong đây. AirPod. Thấy không? Apple AirPod $159. Đây, nó có đi kèm luôn cái hộp để chúng ta sạc. Hộp này thì nó có tích pin cho pin trong đây sẵn rồi, khi nào chúng ta hết thì chúng ta có thể chọt vô để đậy nắp lại và sạc tiếp tục. Có receipt đây. $159 thuế, 14 đồng 31 cent, tổng cộng là $173.31. Đấy, mình thấy không? Nhìn khô hả? Ok, tí nữa mình mở hộp cho mọi người coi. Giờ thì đi cái đã. Ok, mọi người sẽ khui hộp đây. Khui hộp này có cái gì nha? Bluetooth của Apple. Mình thấy yêu cầm có gì không? Ok, chuẩn bị khui hàng. Bí kíp nhỏ công. AirPod. Cái này chỉ mới hướng dẫn mình kết nối. Hướng dẫn mình kết nối Bluetooth.
Chắc hướng dẫn sử dụng không cần đâu. Ok, giờ mình sẽ phôi hàng lên. Nè, nó bị lớn rồi. Phôi luôn. À, này nó không có cho mình đi sạc nha. À, có nữa. Có đi sạc. Tưởng không cho chứ. Có sợi dây sạc thì kèm luôn. Vừa luôn. Ok đó. Nhìn khô hết mọi người. Mà nó lên. Đấy. Nó nằm trong đây đây. Hai cái. Mình cho nó rút ra. Cái này ha, thiết kế này khó rút mà.
Double tap nó nói mình bấm hai lần ngay đây nè, thì tự kết nối với Siri. Connect to another device. Ở này nó không có nút reset gì hết á. Mình muốn connect cho một cái điện thoại mới, chỉ cần để gần nó hiện lên nè. Nhưng phải để gần chung với cái hộp của nó, cái hộp này. Ok, ta nghe là hay quá, chắc không trả đâu. Để dễ xài luôn. Nó có chỉ mình để cách gọi đến đâu. Thì mình phải tự thử rồi. Ok, thì video hôm nay mình chỉ cho các bạn thấy là ở Mỹ sướng cái là công nghệ mới nào chúng ta cũng đều được hưởng thụ. Đều được mua hết. Đều được mua trước tất cả những cái nước khác. Công nghệ nào mới ra là Mỹ đều có trước hết. Bạn nào thích chơi Bluetooth thì sắm cho mình cái này đi. Mình thấy rất là hay á. Xài good á. Key nhỏ gọn, mình có thể chạc bất cứ lúc nào. Có thể đem bỏ tối chạc bất cứ nào. Nếu bạn sợ mắc á, thì mua thêm cái trên Amazon nó bán cái case á. Key để chúng ta bỏ vô treo được. Còn này thì trên Amazon nó có bán cái đồ kèm với lỗ tai. Để chúng ta để lỗ tai nó đừng bị gớt. Ok, thì video hôm nay giới thiệu đến đây về cái AirPod của thằng Apple thôi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp nha. Nếu thích video của mình đừng quên like, share và sub cho mình nha. Thank you, bye bye.